À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock của mình. Thì hôm nay tiếp tục cái chủ đề review các cái cổ phiếu trên thị trường. Và hôm nay thì mình có review hai cái con cổ phiếu do các bạn trong nhóm Zalo của mình có đề nghị ha. Cộng thêm dưới mình sẽ tiến hành mình phân tích một vài cái cổ phiếu dựa trên cái mới cảnh báo về về tín hiệu mạnh yếu trên cái phần mềm VN Stock Chatbot của mình, cộng thêm với một vài cái cổ phiếu mà nó có những tín hiệu tốt hôm nay ha. Tuy nhiên ngày mai là ngày giao dịch cuối tuần rồi ha, thì mình review để các bạn có thông tin tham khảo thôi. Và có thể là các bạn sẽ quan sát và chờ cái diễn biến trong trong cái tuần tới thì chúng ta mua, bởi vì thường là cái thị trường của mình là những cái phiên cuối tuần như thế này nó sẽ có cái điều chỉnh suy giảm ha. Thì cái thời gian vừa qua thì cái thị trường của mình khá lên sân, cho nên tốt nhất là chúng ta nên cẩn trọng giao dịch ở những cái phiên cuối tuần. Việc đầu tiên thì mình sẽ trao đổi nhanh một xíu về về cái VN Index hôm nay. Lúc sáng thì các bạn thấy rằng nó có cái đà hưng phấn tăng lên rất là tốt, tăng 845 điểm ha. Ngay sau đó thì bắt đầu là nó điều chỉnh dần, và cuối cùng thì nó đã điều chỉnh tới nó đã giảm điểm ha. Nó giảm không nhiều, nó giảm 1.11 điểm thôi. Tuy nhiên hôm nay có cái tín hiệu tích cực một xíu là cái khối lượng cái số lượng cổ phiếu nó tăng nhanh hơn, nó tăng nhiều hơn so với khối lượng cổ phiếu giảm. Đây là cũng cũng là một tín hiệu tốt chúng ta đang chú ý. Tuy nhiên cái thanh khoản hôm nay rất là thấp, khoảng 3.700 tỷ đồng. Cái khối lượng giao dịch hôm nay rất là thấp, các bạn nhìn thấy cây nó đỏ đây, nó thấp hơn hẳn so với mấy cái năm khác. Hình như là một bạn có yêu cầu mình review thêm cái cổ phiếu Liên Việt Postbank ha, mình sẽ bổ sung ở đây. Như vậy thì với cái thị trường như thế này thì mình nhận định rằng là có thể là cái xu hướng nó cũng chỉ cầm chừng, nó đi ngang thôi. Phiên ngày mai chưa chắc là nó đã có những tín hiệu nổi bật, đặc biệt là cái phiên cuối tuần nè ha. Và thị trường bữa giờ cũng cho thấy là cái dòng tiền vào nó rất là cầm chừng. Nó không thực sự mạnh mẽ, và cái tâm lý người ta cũng đang lo ngại cái sự bất ổn trên cái thị trường chứng khoán, cho nên người ta không có giãn ngân mạnh vào các cổ phiếu, và đặc biệt những cái phiên suy giảm liên tục trong trong thời gian vừa qua như thế này, nó làm cho nhà đầu tư chúng ta cũng cũng rất là lo ngại, cũng cảm giác rất là chùng chân ha. Tuy nhiên có một điểm là chúng ta để ý một xíu là cái khối lượng cái phần thanh khoản bắt đầu cũng đã cận dần rồi. Cái giá trị giao dịch cũng cạn dần rồi, thì có thể là cái dòng tiền người ta đã rút ra ngoài và người ta đang chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới. Chúng ta theo dõi và tận dụng thêm những cái nhịp tăng trưởng như thế này. Còn đối với nước ngoài thì hôm nay người ta bán ròng ra đâu đó khoảng gần 200 tỷ ha. Các bạn nhìn thấy là cái giá trị bán này nó lớn hơn hẳn so với giá trị mua. Cũng cũng là một phiên mà nước ngoài người ta rút rút tiền ra. Trong mấy phiên trước mặc dù có suy giảm nhưng mà cái dòng tiền của nước ngoài nó vẫn ổn định, nó vẫn thuận chiều. Riêng ngày hôm nay thì bắt đầu là cũng đã thấy là có cái chiều hướng là nước ngoài đã bán nó nhiều hơn rồi. Tuy nhiên cái khối lượng thì nó cũng không lớn ha. Khối lượng giao dịch này không lớn. Các cái chỉ báo kỹ thuật chung của trên VN-Index của mình thì những chỉ báo này nó cũng 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 không nổi bật lắm ha. Những cái tín hiệu nó cũng đang khá xấu ha. Tuy nhiên là cái ngưỡng suy giảm thì theo mình thì chắc là nó không suy giảm được nhiều nữa, bởi vì cái nó đã có những cái đợt suy giảm khá khá sâu và khá dài ở trong thời gian vừa qua rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ quay lại để mình phân tích các cái cổ phiếu mà một số bạn có yêu cầu mình ở trên 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 nhóm ha. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành mình phân tích cái cổ phiếu VNS. Cái cổ phiếu của Đường Quảng Ngãi ha, Đường Quảng Ngãi, đồ thị của nó khá là tốt ha. Đồ thị của cổ phiếu này khá là tốt, các bạn thấy rằng nó có một cái trend tăng 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 khá dài. Cái trend tăng này nó khá dài từ cái thời điểm này cho đến mình lấy cái đỉnh thấp nhất hiện hiện cái đáy vừa rồi đi ha, đáy gần nhất là đáy vừa rồi, thì mình thấy rằng là cái đà tăng của cổ phiếu này nó cũng tương đối tốt ha. Nó có một vài cái phiên điều chỉnh suy giảm, đây nó tương ứng với cái hình mẫu của bên VN Index như thế này, các bạn thấy là có một loạt các phiên suy giảm ở đây ha.
Nhưng mà là cái đà tăng, tổng cái đà tăng ở đây nó có, chúng ta có thể xem ở đây là một cái nền giá ha. Một số cái nền giá mà chúng ta cũng có thể là tham khảo ở đây được ha. Mình sẽ vẽ thêm một 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 vài cái. Như vậy thì cái cổ phiếu này nó cũng hình thành được ba hai hai cái nền giá rồi ha, hai cái nền giá gần gần nhất rồi. Và một phần ở đây thì mình có thể coi như đây là cái giai đoạn đang điều chỉnh tạm thời của cổ phiếu này. Tại vì cái thời gian nó cũng chưa đủ dài. Nó có điều chỉnh xong rồi nó lại bật lên mạnh ha, xong rồi nó lại phục hồi. Thì riêng cái cổ phiếu này thì với cái diễn biến đồ thị như thế này, chúng ta thấy rằng là một tín hiệu tốt. Đặc biệt là cái phiên ngày hôm qua nó có một cái cây khối lượng vô cùng lớn ở đây, nó cộng thêm với cái đà tăng giá nó cũng 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 khá mạnh. RSI và MACD hiện nay nó vẫn đang còn trong cái tình trạng tốt. Về diễn biến trong đồ thị thì mình thấy rằng là cái cổ phiếu này nó vẫn nằm nằm trên cái đà tăng, nó vẫn đang nằm trong đà tăng. Đáng lo ngại một xíu thì hôm nay cái khối lượng thanh khoản nó thấp hẳn, nó thấp hẳn ở đây. Thì chúng ta sẽ quan sát và chờ thêm ngày mai xem thử là cái diễn biến như thế nào. Có thể là hôm nay do thị trường là nó có những cái rung lắc giữa phiên, cho nên là người ta cũng cũng không mạnh dạn giải ngân vào vào cái cổ phiếu này. Còn cái việc mà tin tức này nọ xung quanh thì chút xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu hiểu sau. Tuy nhiên là cái diễn biến trong đồ thị này tạm thời thì mình thấy là cũng tương đối ổn. Và cái cây hôm nay thì cũng cũng xem là một cái cây nghi ngờ, cho nên là chúng ta phải quan sát thử xem ngày mai cái diễn biến của ngày mai cái cổ phiếu này nó có tăng mạnh lên hay không, hay là nó lại ngừng cái đà tăng và nó bắt đầu nó suy giảm. Như thế này là chúng ta nhìn là khối lượng nó gần như là nó nằm ở cái ngưỡng cạn kiệt. Thường là những cái điểm nghẽn khối lượng như thế này là nó sẽ báo hiệu cái xu hướng đổi chiều của cái cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu đang lên thì nó sẽ ngừng lên, và đang giảm thì nó sẽ ngừng giảm. Tuy nhiên là vừa rồi là nó cũng đã có một cái số phiên phiên nó điều chỉnh nó hơi hơi lên sình ở đây, và cái đà tăng của nó nếu như tính vào những cái phiên gần nhất thì là hiện nay nó chỉ có 2 phiên thôi, cho nên là chưa có phải là những cái cảnh báo mạnh ở trên cái thời điểm này. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải quan sát kỹ trong trong ngày mai xem thử là cái diễn biến đồ thị nó ra sao. Tiếp đó là chúng ta sẽ phân tích cái dữ liệu về 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 mua bán chủ động ha. Hôm nay thì riêng cái tỷ trọng mua chủ động nó cũng 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 khá tốt, 131.000 người ta mua vào, đâu đó khoảng 4 tỷ rưỡi ha. Cái giá trị giao dịch khoảng 4 tỷ rưỡi. Cái khối lượng hôm nay nó cũng khá thấp, nó không thể hiện rõ cái xu hướng của bên này. Tuy nhiên là cung cầu nó vẫn vẫn thuận chiều, nó vẫn phù hợp cho chúng ta giao dịch. Mình sẽ xem thử cái mức giá khớp lệnh. Ở đây là các bạn thấy rằng cái mức giá khớp lệnh ở cái ngưỡng cao nó khá nhiều ha. Ngưỡng cao khá nhiều. Đây cũng là một cái tín hiệu tốt trên 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 cái thị trường vừa rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xem thử là cái diễn biến trong mấy phiên gần đây của cái cổ phiếu VN-Index dựa trên số liệu nó như thế nào. Trong thời gian chờ đợi một xíu cái chương trình mình nó đổ dữ liệu về thì chúng ta sẽ tranh thủ xem qua thử là tin tức về cái cổ phiếu QNS này nó có gì nổi bật hay không ha. Ban lãnh đạo liên tục là đăng ký mua vào ha. Khoảng cái đăng ký gần 1 triệu ha. Tổng gốc ủy viên thì đăng ký khoảng 40.000. Và liên tục là trong thời gian qua là ban lãnh đạo là đã tiến hành mua 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 vào cũng, cũng khá nhiều ha. Cái này cái riêng cái cổ phiếu này nó đang nằm ở cái vùng trũng thông tin, có thể là tại vì là những cái tin mới nhất gần nhất nó cách đây khoảng 23 ngày rồi ha. Cái nghị quyết của hội đồng quản trị về cái việc này mình xem thử là cái nghị quyết gì. Những cái nghị quyết chung chung như thế này thì cũng 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 không phải
không phải là tin tức nổi bật lắm ha. Như vậy thì hiện nay về tin tức của cổ phiếu này nó cũng chưa có cái gì nổi bật cả. Cách đây khoảng hơn một tháng, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ha, năm 2020, cái này mới mới là cái mà chúng ta xem thử để xem là nó có những cái tin tức liên quan đến đến cái việc cổ tức hay không. À, nó sẽ chốt cái cổ tức 15% bằng tiền mặt ha. Vào ngày 8 tháng 5 thì cái phần này là nó đã chi rồi. Ngày đăng ký cuối cùng trả tiền mặt bằng cổ tức, nhưng như vậy thì cổ phiếu này của nó cũng đã trả cái cổ tức xong rồi. Nó hơn 2 tháng rồi à, cái nghị quyết của hội đồng quản trị mình mới vừa đã bắt về à. Chi trả cổ tức ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17 tháng 4. Nói chung là mọi chuyện về về diễn biến tin tức của cái cổ phiếu này thì mình nghĩ rằng lần nó đã qua rồi. À, nó đang trong cái giai đoạn nó gần như là nó trống thông tin trên 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 cái mạng cổ phiếu này. Tuy nhiên là vừa rồi nó cũng có đà tăng liên tục như vậy thì cái cổ phiếu này có thể là đã được đánh giá và kỳ vọng nó cũng 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 khá tốt. À, riêng cổ phiếu này thì tín hiệu xấu thì mình chưa thấy. À, tuy nhiên chỉ có một điểm hơi hơi ngập ngập ngừng ở chỗ là do cái khối lượng nó khá thấp trong cái phiên hôm nay, cho nên các bạn cần phải quan sát kỹ trong 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 cái phiên ngày mai, và tốt nhất là các bạn có thể là chờ trên cái cây T3 này. À, cái cây T3 này nó về có thể là ngày mai và ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta sẽ quan sát lại cái cổ phiếu này. Nếu như các bạn đang có cổ phiếu thì có thể là các bạn nắm giữ để theo dõi tiếp, còn cái việc mua mới đối với cổ phiếu này thì tạm thời là mình chưa thấy cái tín hiệu mua nổi bật ở trên 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 cái phần này. À, cái dữ liệu về về VN-Index vừa rồi chúng ta thấy là nước ngoài người ta đang đang bán ra cũng 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 khá nhiều trên cái cổ phiếu này. Nước ngoài người ta bán vào bán ra bán liên tục ở trên cái cổ phiếu này ha. Tín hiệu thì cũng chưa có cái tín hiệu gì cả. Cái giá của nó hiện nay nó cũng gần xấp xỉ với cái giá cao nhất của nó rồi, khoảng 30.4. Hai phiên vừa rồi nó đã tăng 3.5%. Số lượng đặt mua ha. Số người số 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 lợn số số lợn đặt mua nó nhỏ hơn hẳn so với số lợn đặt bán. Kể cả về về khối lượng thì mình cũng 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 thấy nhỏ hơn. À, như vậy thì cái tín hiệu mua của cổ phiếu này nó chưa vững mạnh. Các bạn nếu như có cổ phiếu thì các bạn nắm giữ cái cổ phiếu này thôi ha. Chứ chúng ta chưa 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 nên vội vàng xử lý bán ra. Tuy nhiên cái việc mua mới thì chưa có tín hiệu để khuyến khích vào cái chuyện này. À, cái giá nó tăng lên chỉ 0.68% trong phiên thì cũng chưa phản ánh được vấn đề gì. À, chúng ta sẽ chờ cái cây T3 này về. Có thể là ngày thứ hai chúng ta sẽ vào là quan sát lại cái cổ phiếu này cho nó kỹ hơn. À, đối với cái cổ phiếu tiếp theo, cái cổ phiếu Nhựa Bình Minh. À, Nhựa Bình Minh mình cũng nhớ là mình cũng đã review một hai lần rồi, mình có khuyến khích mua cái Nhựa Bình Minh này. À, lâu rồi thì mình cũng không quan sát lại. À, hôm nay nó tăng 0.74%, cái đà tăng này cũng 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 không đáng kể. À, hôm qua thì nó có một cái phiên tăng với cái khối lượng cũng tương đối như vậy thì cũng phù hợp. Cái diễn biến này nó cũng khá nhẹ nhàng, nó ổn định khá nhẹ nhàng, chưa có vấn đề gì phải phải lo ngại. Khối lượng hôm nay nó thấp hơn hẳn so với khối lượng trung bình của 10 phiên. Chúng ta sẽ xem cái diễn biến cung cầu. Cái cung cầu hiện nay nó đang rất là thuận chiều, nó rất là tốt ha. Mình đang lấy cái dữ liệu của cái cổ phiếu BMV này rồi. À, cái mức giá khớp lệnh chúng ta xem thử cái mức giá nó như thế nào. À, cái mức giá tham chiếu của ngày hôm qua 53.8 này nó khớp 35.000 cổ phiếu ha. À, sau đó là cái vùng vùng tăng giá nó khớp cũng cũng, cũng nhiều ha. Như vậy thì có thể là người ta nhập ngập ngừng ở trên cái cổ phiếu này thôi. À, còn vấn đề là cái xu hướng nó vẫn đang nghiêng về về cái xu hướng mua. À, cái diễn biến của cổ phiếu trong thời gian vừa qua mình thấy nó cũng 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 khá tốt ha. Ở trên này nó cũng có những cái đà tăng khá tốt.
Và hiện nay gần như là tất cả các cổ phiếu trên trên thị trường đều có những cái giai đoạn lình xình hiện tại do ảnh hưởng chung của VN-Index trong trong mấy phiên vừa rồi ha. Và đặc biệt nữa là cái cổ phiếu BMP này nó sau có cái đợt suy giảm thì lập tức nó phục hồi lại ở đỉnh cao hơn và nó đang suy giảm, thì cái cổ phiếu này có thể là nó tăng về bản chất, và người ta đang đang kỳ vọng gì về cái cổ phiếu này. Chúng ta sẽ lướt qua cái phần phần tin tức của cái cổ phiếu này trước. Thực hiện ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức ha. Mình xem thử là cái ngày chi trả cổ tức. Nó sẽ chi trả và khoảng 10% cho cái ngày ngày 5 tháng 8 ha. Tuy nhiên cái ngày đăng ký cuối cùng là 20 tháng 7 thì nó chỉ còn đâu đó khoảng 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 hơn hơn chục ngày nữa thôi. À, các bạn để ý nếu như có mua cổ phiếu này thì để ý nó chỉ còn hơn khoảng chục ngày nữa thôi. Nói chung tỷ lệ cổ tức bằng tiền 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 mặt cho cái thời điểm cái đợt 3 này mình không rõ là mấy đợt 1 đợt 2 người ta chi bao nhiêu ha. Tuy nhiên là với cái một 10% 1.000 trên cái mệnh giá hiện nay thì nó cũng 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 không phải là cao. Cái tỷ lệ này này nó không hẳn là cao cho cái giai đoạn này ha. Còn chúng ta sẽ xem thử cái nghị quyết về cái hội đồng quản trị họp vừa rồi, xem thử nó như thế nào. Mình thì mình thường hay quan tâm nhiều đến cái chuyện mà chia cổ tức ha. Kế hoạch phân phối lợi nhuận là năm 2019 là 50%, tính ra cái tỷ lệ này này cũng tương đối lớn ha. Nó đã chi 40% rồi, còn 10% nữa thôi ha. À, có nghĩa là cái cổ phiếu cái BMP này là nó đã ứng trước rồi đó, đã ứng ngay trong năm 2019 rồi ha. Chúng ta sẽ kỳ vọng thêm ở chỗ năm 2020 xem thử là nó có cái thông tin gì nổi bật hơn một xíu không. Chính sách cổ tức, đề nghị chính sách cổ tức của 2020. Chúng ta sẽ qua cái phần biên bản họp hội đồng quản trị xem thử. Tối thiểu khoảng 50% lợi nhuận sau thuế cho đầu năm kế hoạch 2020 nè ha. Cái phần cổ tức của năm sau có vẻ là cũng cũng khá ổn ha. Những cái công ty lớn như cái Nhựa Bình Minh này thì cái việc mà người ta dự báo tình hình có vẻ là cũng tương đối sát, và cái khả năng thực thi cái cam kết của hội đồng quản trị thì có vẻ là cũng sẽ ổn ha. Như vậy thì cái riêng cái cổ phiếu Nhựa Bình Minh này, riêng cái cổ phiếu Nhựa Bình Minh này hiện nay chúng ta mua thì một phần là nếu như chúng ta mua trong thời gian này thì có khả năng chúng ta sẽ nhận được cổ tức khoảng 1.000 và nếu như mà năm sau khoảng 50% lợi nhuận sau thuế mình ước tính đâu đó thì cứ tính hòm hòm mà cho nó bằng năm 2019 đi thì nó cũng tầm hòm hòm là khoảng 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 50% là khoảng 5.000, 5.000 lấy cái giá này 54.000, các bạn trừ cho 5.000 6.000 thì con nó sẽ còn về 40 mấy, cái mức giá 40 mấy 48 này ha. 48 là cũng là cái mức giá mức giá nằm ở trên cái đỉnh cũng 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 khá cao của cái Nhựa Bình Minh. Cái mức giá 48 là cũng là mức giá cao của cái cổ phiếu Nhật Bình Minh này ha. Như vậy thì các bạn nếu như đầu tư mà giữ lâu dài cái cổ phiếu này thì các bạn phải tính toán lại cái chuyện tính toán lại cái chuyện là hưởng lợi cổ tức với cái mức giá bình quân các bạn dự kiến là sau khi nó điều chỉnh nó chia nó sẽ điều chỉnh quay về khoảng tầm 48 thì liệu rằng cái mức giá này là thị trường có chấp nhận trên cái cổ phiếu này hay không, thì cái việc này là các bạn phải 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 tự tính toán, phải đặt bút vào vào tính cho nó rõ ràng. Còn cái việc mà hiện nay với cái RSI như thế này mà RSI đang hướng hướng lên một ít thôi ha, cái khoảng rất là ngắn mà ACD nó hiện nay nó vẫn đang xấu. Tuy nhiên là cái Nhựa Bình Minh này thì nó đang có cái đà tăng,
nó có đà tăng thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ phải theo theo dõi cái cổ phiếu này trong cái phiên ngày ngày mai và ngày thứ hai. À, cái dấu hiệu mua thực sự đối với cổ phiếu này nó vẫn vẫn chưa rõ ràng hiện nay. À, hiện nay là cũng là cái ngày mai cũng là cái phiên cuối tuần rồi, cho nên là nếu như các bạn vào thì cái cổ phiếu thì khi mà nó chưa rõ xu hướng như thế này có thể là chúng ta sẽ bị chôn chân ở trong 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 cái tuần tới. À, chúng ta chờ cái xu thế nó rõ ràng hơn một xíu chúng ta có thể mua vào, đặc biệt là khi cái tỷ lệ cung cầu nó vượt hơn hẳn và cái khối lượng nó vượt trội hơn so với cái phiên hôm nay thì chúng ta có thể vào. Nếu các bạn có cổ phiếu rồi thì các bạn có thể giữ, còn việc mua vào đối với cổ phiếu này thì tạm thời theo mình nghĩ là phải quan sát trong trong cái tuần tới. À. Ừ. Cái diễn biến của cổ phiếu thì nó vẫn ổn ha, nó có thể là nó sẽ không tăng tăng mạnh đâu, theo cái đà với cái đà tăng của cái phiên hôm nay thị trường nó cũng có nhiều cái lúc hưng phấn như vậy mà cổ phiếu này nó tăng cũng 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 khá chậm. À, thì có thể là cái diễn biến cổ phiếu này nó cũng bình bình thôi chứ chưa chắc là nó đã có cái đà tăng trưởng mạnh trong trong cái phiên ngày mai. Ừ. Chúng ta sẽ qua cái cổ phiếu Liên Việt Postbank. À, mình sẽ xem thử quên cái phần số liệu của cái IMP này và của BMB này như thế nào ha. Ờ, cái này mình quên format lại ha. Hiện nay nước ngoài cũng đang mua vào cổ phiếu Nhật Bình Minh này khá tốt ha. Đây cũng là một tín hiệu bổ trợ cho cái cổ phiếu Nhật Bình Minh này ha. Nước ngoài đang mua, tỷ lệ đang mua cổ phiếu Nhật Bình Minh này này khá tốt trong trong nhiều phiên vừa rồi thì cái tín hiệu mua của nước ngoài khá tốt ha. À, như vậy thì nếu như mà cộng thêm với những tín hiệu vừa rồi thì các bạn có thể là các bạn có thể là cân nhắc nắm giữ cổ phiếu hoặc là quan sát để mua thêm một một ít với cái cổ phiếu này cũng được. À. Cái khối lượng của nước ngoài hiện nay đang nắm giữ trên cái nhiều bình minh này khoảng đâu 977.000 ha, 977.000 gần 1 triệu cổ phiếu. À, cũng cũng không phải là cũng 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 không phải là quá nhiều ha. À, các bạn xem thử là cái nó cũng gần ở cái mức định giá rồi. À, có thể là các bạn sẽ quan cân nhắc là vào thử cổ phiếu này một ít cũng được. À, cái tín hiệu hiện nay nó vẫn ổn định và nó có thêm những cái tín hiệu bổ trợ về cái xu hướng mua bán của nước ngoài như thế này. À, thì và nó gần chạm ở cái mức giá đỉnh, mình có thể là xem thử cái một số điểm sức mạnh mình, cái phần này nó chưa hoàn thiện, tuy nhiên là những cái điểm cao như thế này cũng cũng đáng chú ý. À, các bạn có thể là nghiên cứu để vào thử trên cái cổ phiếu này cũng được để theo dõi thêm. Ừ. Cái cổ phiếu Liên Việt Postbank, chúng ta sẽ qua Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank hiện nay nó đang suy giảm khá nhiều. Cái đà suy giảm nó cũng 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 khá dài rồi đó. Với cái đà suy giảm như thế này, nếu như mà bản thân mình mà có cái cổ phiếu này ở những giai đoạn trước đó, thì nó đã vượt quá cái ngưỡng 5% rồi, có khả năng là mình đã xử lý ngay rồi chứ mình không để lại đến giờ này. À, hôm nay thì cái phần khối lượng nó cũng khá thấp, có thể là cái đà tăng nó, cái đà suy giảm nó có vẻ là nó cũng đã chững lại một chút rồi. À, tuy nhiên các bạn nhìn thấy là thêm có cái thời điểm mà cái khối lượng nó còn thấp hơn nhiều nữa, cho nên cái này cũng chưa phải là cái lượng quá ngạn thế này. RSI và MA sẽ gây toàn bộ cái xu hướng này đều khá xấu ha. À, đều khá xấu. Cái cổ phiếu này là hiện nay cái chiều mua là chắc chắn là không được khuyến khích rồi ha. Còn cái nếu như các bạn giữ cái cổ phiếu này mà nếu như nó có cái mức lỗ quá lớn thì các bạn cũng tranh thủ là bán bớt ra một phần ha. Cái tín hiệu về mua bán chủ động hiện nay nó có chênh lệch một chút, tuy nhiên nó không nhiều, 1.950.000 thì không đáng kể đối với cổ phiếu này ha. Chúng ta xem thử cái Liên Việt Postbank về số liệu nó sẽ như thế nào. Liên Việt Postbank ở đây ha, giảm cái chuỗi tăng giá bữa giờ nó giảm liên tục cho nên cái chuỗi tăng giá đang bằng không nè ha, khối lượng cũng hôm nay cũng suy giảm so với ngày hôm qua. À, nước ngoài cũng bán mua lưng chừng ở cổ phiếu này, khối lượng rất rất là ít, chênh lệch mua bán của nước ngoài rất là ít. À, cổ phiếu này
Gần như là không không có gì nổi bật hết nè. Các bạn nếu như mua vào là chắc chắn là chúng ta không nên mua, với cái tình trạng như thế này của cổ phiếu này là chúng ta chắc chắn là chúng ta không nên mua ha. Và nếu như các bạn mà đang nắm giữ cổ phiếu này, nếu như như mà cái tỷ lệ lỗ nó lớn thì tốt nhất là các bạn nên nên bán ra bớt khoảng 50% cũng được. Nếu như mà 50% mà các bạn thấy 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 cái phần còn lại nó ít quá không cần giữ thì có thể là thoát hết cái cổ phiếu này cũng được. Chúng ta tận dụng cái cơ hội, chúng ta thoát để chúng ta ngày sang tuần chúng ta tìm cái cơ hội mới giao dịch nó tốt hơn. Chứ cái đà suy giảm của cổ phiếu này nó hiện nay mình thấy là tín hiệu nó vẫn vẫn đang còn, về mặt kỹ thuật là nó còn ở đà suy giảm nữa, có thể là nó chậm lại thôi, nhưng mà cái khối lượng hiện nay nó vẫn còn cao hơn rất nhiều so với những cái phiên 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 nhãn khối lượng ở trong thời gian trước ha. Cổ phiếu này thì nó khá xấu rồi. Các bạn chú ý quan sát theo dõi. Quay lại một xíu là và mấy cái cổ phiếu của chúng ta quan sát lại một xíu mấy cái cổ phiếu của mình hiện nay thì mình cũng chỉ đang nắm giữ hiện nay mình cũng chủ yếu là đang nắm giữ HBG, MB và FPT thôi ha. Thì HBG hôm nay cũng 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 có một thời điểm, một số thời điểm nó tăng. Thời điểm cao nhất của nó là 27.75, mặc dù là hai ba phiên vừa rồi là nó tăng không nhiều, tuy nhiên là cái đà tăng nó cũng khá vững. Hôm nay khối lượng rất tốt, khoảng hơn 13 triệu cái cổ phiếu này. Mua chủ động bán chủ động của nước ngoài nó vẫn vẫn nó vẫn đang trên về phía phía mua. Mua chủ động bán chủ động, mua bán nước ngoài là mua chủ động bán ngoại, nó vẫn đang thuận chiều cung. Và cái mình có để ý hôm nay thì mình có chút thời gian thì mình có để ý cái diễn biến ở trên cái bước đi lệnh của cái cổ phiếu này. Cái đi lệnh của cổ phiếu HBG nó khá tốt, những cái lệnh mua với cái tỷ trọng cũng cũng khá lớn, và đặc biệt là cái mức giá khớp lệnh, cái mức giá khớp là nó nằm ở ở cái mức này cũng 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 khá cao ha. Cho nên là diễn biến của HBG hiện nay vẫn vẫn đang rất là ổn định, và đặc biệt các bạn nếu có theo dõi cổ phiếu này các bạn biết là trong thời gian sắp tới nó sẽ tiến hành là chia cổ tức với tỷ trọng cũng 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 khá lớn. Mình cũng đã thử tính toán trên cái cổ phiếu này rồi, nó vẫn về về cái việc mà chờ hưởng lợi về cổ tức nó vẫn mang lại cái kết quả khá tốt, cho nên hiện nay mình vẫn tiếp tục mình nắm giữ, và nếu như mà mình có thêm cái nguồn kinh phí khác thì có thể là mình sẽ tiến hành mình mua vào thêm cái cổ phiếu này. Mình cũng mua lẹt xẹt miết ở trên cái cổ phiếu này, có lúc nhiều lúc ít nha. Và đặc biệt cái nền giá hiện nay nó cũng, cũng cũng kéo khá dài rồi, và nó đang có trên trên cái đà tăng trưởng rồi. Ai mà ECG nó cũng có những cái dấu hiệu mà bắt đầu nó giao cắt, nó có vẻ là khá ổn rồi nè. IMB thì hôm nay cũng vậy, và FPT thì có một xíu điều chỉnh, tuy nhiên những cái cổ phiếu đang nắm giữ hiện nay ba con này vẫn đang hiện nay vẫn đang trong cái trạng thái tích lũy của mình, cho nên là mình cũng không lo lắng lắm nè. Phiên ngày mai là phiên cuối tuần rồi thì có thể là thị trường nó cũng sẽ diễn biến nó hơi trái chiều một xíu, nó lình xình lên xuống gì đó. Tuy nhiên mình nghĩ là cái độ biến động nó không mạnh, có thể là mọi cái nỗ lực cái nguồn tiền nó sẽ hướng vào cái tuần tới khi mà những cái diễn biến nó rõ ràng hơn trên thị trường. Mình nghĩ là sắp tới thị trường nó sẽ có một cái đà bung, nó sẽ có một cái đợt giao dịch nổi trội trở lại. Bởi vì cái lượng tiền như các bạn thấy là người ta bán ra liên tục, và hiện nay là người ta đang cầm, có thể là người ta đang cầm cái lượng tiền mặt khá nhiều. Sắp tới có thể là người ta sẽ giải ngân lại trên cái thị trường. Cổ phiếu CTG thì hôm nay các bạn thấy là VGC, CTG những cái cổ phiếu này nó có đà tăng khá tốt. Các bạn quan sát xem thử những cái cổ phiếu này ha. Cái VGC cái khối lượng giao dịch cũng 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 khá tốt nè. Cái tỷ trọng về mua về 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 mua chủ động bán chủ động khá khá về cung cầu diễn biến nó rất là tốt. Các bạn chú ý có thể theo dõi thêm cái cổ phiếu này. CTG tương tự cũng vậy ha. Cái CTG hiện nay là trên thị trường người ta có rất là nhiều nhận định liên quan đến việc loại ra khổ vi ra ra khỏi cái rổ VN30 này nọ ha. Tuy nhiên là mình thấy rằng những cái tín hiệu vừa rồi liên tục trong trong cái thời gian gần đây thì có khả năng là cái CTG bắt đầu nó có những cái dấu hiệu trong cái việc tăng trưởng trở lại rồi, sau khi là cái hội đồng quản trị nó đã giải quyết một số cái mâu thuẫn rồi ha. Tuy nhiên là với hai cái pha tăng tăng rất là mạnh như thế này, các bạn nếu như quan tâm đến cổ phiếu CTG này thì có thể là các bạn phải 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 chờ theo dõi một chút nữa.
Sau thường là sau khi những cái pha tăng nóng như thế này có khả năng là nó sẽ quay lại để điều chỉnh, nó điều chỉnh. Mà đặc biệt là ngày mai cũng là phiên cuối tuần rồi, cho nên là các bạn cứ chờ đi, chờ qua tuần về rồi chúng ta sẽ quan sát thêm. Cung cầu hiện nay thì nó không đảm bảo lắm, cung cầu hiện nay bán ra vẫn nhiều hơn mua. Tuy nhiên cái khối lượng hôm nay nó chỉ có 406 so với trung bình của 10 phiên 830 thôi. Có thể là một cái lượng nó ít này cho nên nó tăng giá, nhiều khi nó không thực chất lắm. Các bạn quan sát thêm ở trên cổ phiếu này. Cái mô hình hiện nay, cái mô hình đồ thị của cổ phiếu này cũng cũng tương đối tốt ha, mô hình hai đáy cũng cũng khá tốt. Thì trong kể cả trong hai ba tuần, gần 2 tuần hiện nay, khi mà mình review một số cổ phiếu gần như là mình rất khó để nhận định, ngoại trừ cái chuyện mà cung cầu đồ thị này nọ, thì còn cái diễn biến của chung của thị trường là nó khá xấu, cho nên là cái việc nhận định cực kỳ khó trên trên cái phần này. Một phần nó cũng diễn biến dựa trên cái tâm lý của nhà đầu tư nữa, và cái dòng tiền nó vào thị trường nó không thực sự nhiều. Cho nên là kể cả trong tất cả rất nhiều clip trước thì mình cũng yêu cầu là các bạn giao dịch thận trọng, và chủ yếu là chúng ta nên tập trung ở nhóm những cái cổ phiếu nó tốt, nó có tin tức về, nó có hoặc tình hình mà hoặc hoạt động có lợi nhuận hiệu quả, và đồng thời có cái tin tức về chia cổ tức nó tốt. Ở trong thời gian tới thì các bạn có thể là tranh thủ cái giai đoạn này, các bạn vào ở những cổ phiếu an toàn này là tốt nhất ha. Chứ còn thị trường khi mà nó có một vài phiên nó tăng như thế này, nó chưa thực sự ổn định, nó chưa hình thành một cái trend chung, mà các bạn là cứ nhảy theo những cổ phiếu có tín hiệu mạnh, thì bài toán nói chung là bài toán nó cũng sẽ khá rủi ro ha. Mình thì hiện nay bản thân mình là mình cũng đang dồn hết, gần như các bạn thấy trên tài khoản của mình, kể cả cái tài khoản bên bên chứng khoán SSI nữa, hầu như là mình cũng tập trung vào ba cái cổ phiếu này là chính, chứ mình không để lặng tản mát ở bên ngoài ha. Một vài cái cổ phiếu như ngân hàng hay là một số cổ phiếu khác nó mang tính thị trường nhiều hơn, thì thường là mình sẽ trong giai đoạn vừa điều chỉnh vừa rồi thì mình đã thoát ra hết, và mình dồn hết vào vào cái chuyện ba cái cổ phiếu này. Ngoại trừ FPT thì mình mua tích lũy lâu dài, vừa rồi mình bán ra một chút nên mua thêm. Tuy nhiên cái tỷ trọng bên SSI thì nó còn khá nhiều, và cái mình dồn cái tiền để mình mua vào cái cổ phiếu HBG và IMB, nó có những cái câu chuyện, nó có những cái kỳ vọng tốt, và bản thân mình cũng thực hiện những cái tính toán cơ bản rồi. Mình thấy rằng là sau khi nó chia cổ tức ra thì cái khả năng mà mình thắng lợi trên cái giao dịch này nó cũng có, và cái tỷ suất nó cũng khá cao. Cho nên là mình hiện nay mình đang tập trung mình giữ ở những cái cổ phiếu ổn định như thế này. Còn những cổ phiếu mà mình vừa review cho các bạn có một vài cái chủ yếu là dựa trên những tín hiệu kỹ thuật, những cái tín hiệu về cung cầu và một vài cái yếu tố hưởng lợi về tin tức, thì trong này thì mình thấy hiện nay chỉ có BMB nó có cái tín hiệu tốt nhất thôi. Còn hai cái cổ phiếu này mình nghĩ rằng cái Liên Việt Postbank thì quá xấu rồi. VNS thì hiện nay chúng có thể chúng ta chỉ nên quan sát thôi, chứ chứ chưa có tín hiệu nổi bật để chúng ta quay lại. Còn một số cái tín hiệu về 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 cảnh báo đối với các cổ phiếu mà trên này, mình sẽ xem sơ qua thử xem. CTG hồi nãy mình đã review cho các bạn rồi. CTG thì hiện nay cái tín hiệu và cái phần mà cung cầu của nó không không đảm bảo lắm, cho nên các bạn chỉ quan sát thôi chứ chưa nên vào cái cổ phiếu này. Cái ABS thì cái khối lượng hình như rất là thấp, xíu nữa sau cái clip này mình sẽ bổ sung luôn cái thông tin về khối lượng ở đây để cho các bạn nắm luôn cái diễn biến ha. Nếu như các bạn sử dụng phần mềm chatbot này rồi thì các bạn sẽ được nhận cái tín hiệu thường xuyên, các bạn sẽ có thông tin trên này luôn để các bạn khỏi phải mất công tra cứu. MSN hôm nay tăng 3.6 ha. VNS thì cũng chưa có dấu hiệu cảnh báo gì. Hôm nay có một cái con cổ phiếu mà mình đây, cổ phiếu GHC ha. Nó tăng khá mạnh và đưa ra một loạt các cảnh báo như thế này. Mình cũng không quan sát cái con này nhiều, mình sẽ xem thử nó ổn hay không. Cái DHC thực sự hôm nay cũng cũng là một cái phiên nổi bật của nó. Các bạn thấy rằng RSI nó vươn lên rất là mạnh mẽ, mà MACD cũng rất là mạnh, khối lượng rất cực kỳ lớn ha. Lớn hơn rất là nhiều so với khối lượng trung bình 10 phiên. Có thể là nó có một cái tín hiệu tốt gì đó. Các bạn phải chú ý cái cổ phiếu này nó tăng mạnh như thế này với khối lượng cực kỳ lớn, là một tín hiệu 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 rất đáng chú ý ha. Cái DHC mình sẽ xem thử cái thông tin chi tiết của nó. Xem thử cái điểm cảnh báo về 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 của nó là như thế nào. Nó tăng gần như như là tăng trần ha, cái cổ phiếu này nó có đà tăng cực kỳ tốt.
mua bán chủ động nó cũng cũng tương đối thuận chiều ha. Nước ngoài thì không đáng kể, tôi ở trong nước thì tương đối thuận chiều. Cái mức giá khớp lệnh ở mức cao ở cái mức mức cao 37.9 là rất là lớn nè ha. Cái diễn biến cổ phiếu này hiện nay mình đang thấy khá tốt. Các bạn tốt nhất là các bạn nên nên nếu như các bạn còn tiền có thể là vào thử cái cổ phiếu GHC này một một ít để theo dõi cổ phiếu này. Mình không rõ là cái nó có cái tin tức gì nó nổi trội không mà nó tăng đột biến như vậy. Kể cả dư mua dư bán các bạn thấy nó cũng cũng gần gấp đôi luôn rồi. Đạt doanh thu 2.300 tỷ, lợi nhuận 200 tỷ, tăng 64% và 10% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến năm 2030 tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu trong năm 2019 là bằng 20%, 20%. Cái tỷ lệ cổ tức này này cũng khá ổn mà. Mình sẽ xem cái nghị quyết của hội đồng quản trị. Có thể là nó đợt vừa rồi nó tăng là dựa trên cái báo cáo kết quả kinh doanh và cái kết quả họp hội đồng quản trị họp họp đại hội cổ đông thường niên của cái cổ phiếu BHC này có những cái tin tức gì tốt đó cho nên là nó mới tăng dữ dội như vậy. Chia 20% cổ tức bằng bằng tiền mặt ha. Hai mươi phần trăm là tương đương với 2.000. 2.000 thì hôm nay cái GHC này nó tăng bao nhiêu nhỉ? Hôm nay GHC nó tăng 6 chấm mấy phần trăm, mà 6 chấm mấy phần trăm tương đương với bên 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 này nó tăng khoảng 2.300, cũng 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 khá ổn, cũng cũng xem rồi đó. Cái cổ phiếu này nếu mình trừ hết cái phần tiền mặt ra thì nó sẽ quay lại về ở ngưỡng khoảng 35.000. Chia 30% bằng 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 tiền mặt cho cái năm sau ha. Như vậy thì cái diễn biến của cái cổ phiếu GHC này mình thấy là hiện nay nó đang khá tốt. Các cái tín hiệu liên quan đến đến cung cầu về đồ thị về về mà ACG về RSI khá ổn ha. Kể cả cái bước giá, cái bước đi lệnh và cái mức giá khớp lệnh nó cũng 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 khá tốt. Các bạn nên chú ý cổ phiếu này, có thể là các bạn có thể là vào một ít ở cổ phiếu này cũng 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 được. Phiên ngày hôm qua thực sự nó cũng chưa nổi bật lắm, tuy nhiên phiên hôm nay cũng cũng là một phiên đáng chú ý. Nếu như bạn nào mà theo dõi cái cổ phiếu này thì có thể là hôm nay sau khi khối lượng nó vượt lên trên cái khúc này rồi thì các bạn có thể là vào cũng được rồi đó. Cái phần này mình thấy khá ổn, các bạn quan sát thêm cái cổ phiếu BHC này, mình sẽ đưa trên 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 trên, trên phần này ha. Xem thử xem là còn cái cổ phiếu nào nó tăng mạnh này nọ nữa không ha. Cái này nó chỉ cảnh báo tăng giá thôi, nó chưa có thông tin nổi bật ở trên này. VGC nãy mình cũng nói rồi ha, tăng khá tốt. Các bạn nên nên chú ý một một vài cái cổ phiếu thêm ở bên này nè, DHC này ha. DBC thì các bạn tự tự review, nó cũng giống như phương án vậy. CTG nãy mình đã coi rồi, nó không ổn lắm.
và cái thêm nữa cái DHC, cái BMV ha. À, một vài cái cổ phiếu mình đã review trong clip rồi. À, mình sẽ tranh thủ sau khi kết thúc cái clip này thì mình sẽ bổ sung thêm một ít về cái thông tin trên trên cái chatbot của phần cảnh báo real time ha, để cho các bạn khi mà có những cái tín hiệu cảnh báo ngay thì các bạn có thể lướt để nhìn thấy thông tin luôn, à, khỏi mất công phải tiến hành tra cứu. Cuối cùng mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip, à, cũng như là các bạn nếu như có tham gia cái kênh của mình thì vui lòng subscribe kênh để ủng hộ mình ha. À, nếu mà muốn tìm hiểu thêm cái phương pháp luận của nhóm hoặc là của trên Zalo, Zalo thì nó trong phần mô tả của video, nó của mỗi video nó đều có ha. Các bạn nên nên xem thêm cái clip về về phương pháp đồ thị cung cầu như thế này để các bạn hiểu cái phương pháp luận của mình. Đồng thời nếu như các bạn thích, các bạn có thể sử dụng luôn cái phần mềm mềm VnStock này. À, cái con này là trên chatbot thôi, các bạn sử dụng free, không 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 có phải tốn chi phí gì cả, để các bạn nhận ngay những cái cảnh báo, những cái thông tin nó kịp thời khi mà các bạn không không có quan sát kịp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình.